Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ sâu hơn nữa về sử dụng mỡ để làm cho vòng ba đầy đặn và đẹp hơn. Và cũng có thể nói đây là liệu pháp 2 trong 1, thậm chí là 3 trong 1. Vậy phương pháp sử dụng mỡ làm cho vòng ba đẹp và đầy đặn là như thế nào? Phân tích về dáng vẻ của người Đông Á của chúng ta thì vòng 2 đoạn cuối, có thể là cái đoạn mà thắt đánh này nó thắt hai thắt eo lại đó để nó nở cái vòng ba ra đó, thì cái chỗ đó lại lớn hơn vòng ba thật sự. Cho nên trong cái việc làm cho vòng ba được tôn vinh, làm cho vòng ba được nổi bật lên, thì chúng ta phải tạo điểm nhấn ngay cái màu xương dậu, tức là ngay cái chỗ mà cái quần chúng ta mặc nó vướng lại đó, thì phải làm một điểm thắt vô ngay chỗ đó. Có nghĩa là chúng ta phải loại bỏ cái lớp mỡ ngay trên cái bờ xương của màu chậu để chúng ta tạo lại cái điểm nhấn. Cái thứ hai là chúng ta phải lấp đầy hai cái mặt ngoài của đùi, bởi vì người Á Đông của chúng ta với cái dải sơ sợi gọi là dải chậu chày, nó làm cho cái vùng đó bị khuyết lại. Cho nên phải lấy cái mỡ ở ngay cái vùng ở phía trên lắp xuống cái độ lõm, cái chỗ khuyết ở ngay cái vùng đó. Và điều thứ ba nữa là xương, cái xương đùi, xương chân của cái người Á Đông á bé, trong khi đó khối cơ thì lại hơi to. Chính vì vậy cái mông luôn có khuynh hướng bị chảy đổ xuống bên dưới. Và như thế thì càng làm cho người Á Đông của chúng ta cảm giác thấp và ngắn. Vì vậy trong cái cách làm sử dụng mỡ cho vòng ba, chúng ta phải hút cái ngấn mông đùi đó đi để làm cho cái mông không còn cái cảm giác chảy xệ nữa, cũng như là làm cái cảm giác chân nó dài ra. Như vậy 2 trong 1 là gì? 2 trong 1 là chúng ta vừa tạo cái điểm nhấn ở vòng 2, vừa tạo cái điểm nhấn ở vòng 2 có là chúng ta hút cái đoạn mỡ cho đó, chúng ta tôn cái vòng 3 lên. Mà 3 trong 1 là gì? 3 trong 1 có nghĩa là chúng ta làm cho cái chân cảm giác nó dài ra. Ví dụ ngày xưa các bạn mặc cái quần sọt nó ngắn thì cái ngấn mông đùi nó lại lộ ra quá nhiều. Sau khi xử lý hút mỡ xong thì chúng ta không còn bị lộ cái phần ra nữa. Như vậy trong cái việc hút mỡ, lấy cái mỡ để tạo dáng vòng 3, chúng ta sẽ được 3 trong 1. Điều thứ nhất là chúng ta tạo được một cái eo chuẩn trở lại. Điều thứ hai, chúng ta sử dụng mỡ đó để cho cái mông đầy đặn hơn, lắp cái chỗ khuyết ở mặt ngoài đùi. Và điều thứ ba là cái phần mỡ ở cái ngấn mông đùi được loại bỏ đi để cảm giác cái chân nó dài ra hơn. Thì đó là cái phương pháp sử dụng mỡ cho cái vòng ba nó được đầy đặn, chúng ta sẽ được 3 trong 1. Lưu ý một điều quan trọng nữa, các bạn đang có một món quà rất đặc biệt từ em đó, làm cho cái dịch vụ này trở thành 4 trong 1. Đó là các bạn sẽ được cái sản phẩm từ mỡ, đó là cái mỹ phẩm sinh học để sử dụng cho cái da mặt luôn sáng ngời và rạng rỡ. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.